Hello anh em, xin chào anh em thân yêu, xin chào anh em thân yêu của Phép, luôn luôn bên kênh ủng hộ Phép. Nay Phép lên cái con Nova Dash cho anh em xem nha anh em. Xe dữ, giá lận chết, giấy đi đường, công bố giá đầu clip cho anh em khỏi đợi luôn, 26 triệu, máy chạy bao dâm, máy có hú nhẹ. Nhưng mà lên tiếng bồ nổ clip chân. Đây, quay trực tiếp cho anh em coi. Bồ ghi này em thấy không? Nó Honda NZ 125. Đúng bồ ghi, quá đẹp. Chút nhà nổ lên cho anh em xem. Cái đèn giống cái móng trâu anh em, hồi xưa Phép có nuôi trâu á, nhìn giống móng trâu ghê luôn. Thử cái dâm không biết, dâm lắm. Nua đất rất xin. Dòng hai thì của Honda. Này là cái dáng dáng gì anh em, dáng underbone. À cái này giống móng trâu hơn nè. Giống cái móng trâu ghê luôn á. Nua đát này Phép cũng gành hung đó. Phép ít có mua lắm anh em. Sườn tem còn anh em, tem chữ S nè. Đặc trưng của dòng xe Thái. Số khung bên đây. Số khung là đúng của nó luôn anh em. NZ125TTS. Đúng rồi đó, đúng của nó luôn anh em. NZ125TS là đúng của nó đó. Của số máy nằm đâu? Đây. Thôi rồi. Đó, thấy không nè. Nó thấp quá, đáng ngồi đi. Rồi lại cái giấy rồi sôi. Rồi kiểm tra cái khung số máy nó luôn. Xe này còn dơ, Phép chưa có vệ sinh gì chứ. Ồ, càng quan trọng gì đâu. Tiếng máy nó nổ lớn hơn tiếng kẹt. Che bản số, che là theo cậu anh em à. Phép là biến lắm. Che bọng bà vậy. Ta có tiền người ta chơi xe một vài trăm triệu. Còn mình không có tiền phải chịu đâu anh em. Chứ giờ anh em biết rồi đó. Xe của người ta gấp 3, gấp 4 lần xe bình. Này giờ 26 triệu đi, xe ghi đi chụp, anh em phải nhân 3 lên em mới mua được á. Được không nữa. Nova Dash là thường xác nó chuẩn lắm nè. Tại Nova Dash thì ít có dạng xe gáp xe bo lắm. Nó là chỉ có là nhập mua bên cam đồ về nó nguyên hình vậy đó, rồi vô giấy này cái đồ nhiều. Kiếu là gì? Mấy cái móc này nó hở hết. Cái này dễ đó, mình vô rồi. Nhớ móc này ra nè. Vô rồi. Xe này mới về luôn á. Khách tính không có làm clip mà anh em điện quá trời luôn, kêu làm clip lận anh em chuyển tiền. Thì theo yêu cầu anh em thích làm luôn, con 26 triệu anh em mà đam mê lẻ tay lên anh em. Mình không có tiền á, mình không có đòi hỏi nhiều được đâu. Phép nói anh em dặn Phép cũng chịu nữa. Tính Phép thẳng lắm. Chứ bây giờ xe mới bây giờ nói chung là khoảng từ 75 triệu đổ lên nếu mà mua được rẻ. Thường là 80 8 ngoại mà. Đó, mà xe máy là phải gì nè, phải không em máy rồi. Gấp tiền đã ghê không? Tăng tăng.
mình có mấy triệu quả anh em. Em nói vậy anh em dặn cũng đừng. Nhưng mà sự thật là nó vậy, không thể nào mà mình làm khác thì được chứ. Hai mấy triệu mà. Có nhiều anh em mà điện thoại họ hỏi phép xe cộ, nhắn tin Zalo. Phép ít có trả lời lắm anh em. Trả lời đã, cuối cùng im nu vừa rù, kêu phép gửi hình phép. Chẳng những gửi hình mà còn quay video luôn, đầy đủ hết trơn. Rồi xong, phép đã phép nó giấy đi đường, hỏi giấy tờ sao anh nữa, có bao công an con bọc. Đã nói giấy đi đường rồi, có hai mấy triệu à. Trời ơi. Thôi bạn nó cầm hai mấy triệu để em tủ sắt cho mối nó cắn luôn đi chứ nó mua xe làm gì. Chứ bây giờ có hai mấy triệu mà xe máy gì thôi chứ đòi kêu giấy căn tên căn bọng gì. Rồi là xong đó. Không trả lời. Cái này chành này vận chuyển bể nè. Tại xe anh thấy mua xa. Sao đâu cái đó không nhầm gì đó. Cái đó về dán lại. Này về dán keo lại. Lại mấy tiệm đề can đó anh em. Mấy cái dàn nhựa đó dễ bình sửa lắm, không có gì hết á. Thấy không, máy móc chuẩn không? Gấp bọng là sườn anh em coi rất là chắc chắn. Đẹp nước. Xe này á, giá này á, nói cho những anh em mà cái đồng tiền mà như bánh xe bò á, anh em dặn quá cũng chịu nữa, chậm là không có còn đâu. Để phép test cho anh em dài dòng cho anh em xem. Sau đây phép nhờ chuyên gia cua bo. Cái này lính của mình á anh em, cua bắp. Bạn cua bo sẽ quay cho ba bạn cua bo test xe. Đồng tiền mình bánh xe bò rồi đó, canh xe đi. Dân chơi phải sợ mưa rơi. Mưa rơi là mướt áo dân chơi. Rồi. Sồn sồn anh em, bởi hơi nhát. Thôi chạy đi kiểu sồn sồn nha.
tôi quay cao quá vậy. Giờ biết thế nào là những đứa con của thằng gió anh em ơi, gầy quá. Xăng này nó ngắn, chạy không có đề ba, nó không có sướng cái tay hết chứ. Cởi số 2, số 3 hết rồi. Còn quên xe này mấy số phải không, có test thử để coi nó có mấy số. Sáu số á, à, chạy ghê thiệt anh em ơi, máy chuẩn đó anh em, chạy đảo quá. Để đảo vài vòng nữa kìa. Bo ba thấy con quay hơi cao quá, trời ơi, nãy giờ phép test mấy vòng bốc đầu quá trời luôn mà thằng lính này nó không có quay, nó bấm xì tốp. Phải làm lại đi. Quá trời lực hả, ghê rồi chứ. Chạy nó qua đách thử cho biết không, chạy nó qua đách thử cho biết không. Anh chạy rồi, quay lên đây, đang quay đó. Quá trời lực anh em ơi, bốc đầu mang cái giờ xuống tìm nó muốn gớt ra ngoài luôn rồi. Kinh khủng thiệt, nó mạnh, sức mạnh nó kinh khủng thiệt chứ. Không thiệt, quá trời nó qua đách này. Bởi vì cái biệt hiệu của nó là đúng rồi. Những đứa con của chó của gió. Dữ thiệt. Chạy như chó ấy, trời. Quá trời. À, quên rồi. Cái giấy. Giấy tờ để xuống sườn với máy thì khỏi phải coi rồi. Tại vì anh em biết rồi. Cái quỷ này giấy đi đường, giấy làm mà làm mà không đánh theo không đúng thì lánh làm què gì mất công. À, anh em, bây giờ mình sang sườn ghim luôn, trời, mình sang sườn ghim luôn. Tem này quýnh chữ là
con trùng lăng quăng gì đó anh em ơi. Cái này hả, cái này nó kêu là đừng có gốc già lên đây, đúng rồi đó. Cái cặp quạt để có gì để coi nó vậy đó, che che biển số vậy là mệt quá. Nó xuống thường vô máy thì nó khỏi coi đâu, với làm mình làm mà không ngay thì thôi luôn, chết luôn. Đúng rồi, nó kêu đừng gốc trà đây nè, cái này cái bình trà đó thấy không, nó kính tức là chỗ này nó cấm gốc trà lên đó, nó sợ nóng nó chốc nó sơn ghi đi. Rồi quá trời, thôi giờ cẳng phép gung hết trơn anh em ơi. Thôi cố gắng bóc đầu vậy thêm nhiều thôi, anh em về tự bóc đi, phép ngán quá. Rồi anh em có cần thì liên hệ phép số điện thoại 0948 669949. Rồi cái tiếp theo là nhấn cái nút đỏ đăng ký để ủng hộ tinh thần phép. Phép sẽ cổng về mấy con nô thì kêu là mấy con xe hay thì kêu là cực kỳ whip để cho anh em đam mê ít lúa để có khả năng sở hữu một lần cho biết. Rồi xin chào anh em, cấm chèo cây.